Tin mừng theo Thánh Luca. Lấy cái xà ra khỏi mắt người trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt anh em. Sửa đổi bản thân. Cái đạo của người quân tử là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Theo Khổng Tử, ai muốn trở thành người hữu ích cho quốc gia và xã tắc, phải khởi đi từ việc tu thân. Nghĩa là phải bắt đầu từ việc sửa đổi và rèn luyện chính con người của mình. Đức Giê-xu nhắc nhở chúng ta nhìn lại bản thân và sửa đổi chính mình. Các kinh sư và Pha-ri-siêu vốn là những bậc đứng đầu trong Do Thái giáo, tự cho mình là tốt lành, cao cả hơn người khác. Họ thường tỏ vẻ là thầy thiên hạ, nhìn thấy khiếm khuyết của dân chúng rồi lên án, hoặc chỉ dạy phải thay đổi. Nhưng thực tế, chính bản thân họ lại đầy rẫy những thói hư và tật xấu. Chân mình những lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Đấy là thái độ sống tiêu cực mà chúng ta rất dễ phạm phải. Nếu cứ soi mói người khác mà không xem lại bản thân, thì không thể nhận ra những thiếu sót của mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện một cuộc trở về với cõi lòng, để thẩm định lại bản thân trong mọi mặt. Nhờ thế, chúng ta mới có cơ hội nhận ra những vết đen trong tâm hồn mà sửa đổi để thăng tiến hơn. Lạy Chúa, xin giúp con hoán cải để trở nên tốt hơn.